Lolo. Hello mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với video của mình. Tiếp tục hôm nay chúng ta sẽ làm đua lên skin nha mọi người. Tuần này sẽ đua lên skin trồng cây nha mọi người. Trồng cây thì trồng từ level 5 đến 15, 15 đến 30. Ok, cái thường lệ thôi. Đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ làm ticket nha mọi người. Ok, sau một lavender. Là sau một lavender và cái này mình có nha, sau hai lavender cái này mình có, sau ba gà ok, bớt 150 hoa hồng đỏ càng nhà mình, sau 8 onion được này, sau 5 lúa được này, sử dụng view 120 lần quốc 120 lần ok này, tới 10 và đốt ok này. Ok, mình sẽ đổi nhiệm vụ trước nha. Ok, một lần trước. Ok. Ôi, quất đầu. Okay.
Ok. Ấn chốt. Ok, mình đi treo à. Mình gieo hành, mình gieo lúa nha. Và sẽ là mua ít đá với gỗ. Giờ mình vào cho bò ăn, à mua thức ăn cho bò nha mọi người. 655k.
hay nha. Ok. Cho bọn anh nhé.
đây. 23 phút nè. Okay.
Chút cây nha mọi người. Ok, tôi cho ổ đất này cho mình đi cây nha mọi người.
Ok, tưới thôi. Okay.
Thế hôm nay mình đi chạy cây nha mọi người. Mình đẩy cây ở đây luôn. Ok, giờ mình vào trong rừng chạy cây nha mọi người. Ok, để vừa đi vừa cắn trứng nha. Ok, mình mua 5 gạo nha. Ok, mình sẽ đi sâu 8 gạo nha. Ok, mình chờ chút để mình tưới cho bò nha mọi người. Rồi mình vô trong kia, mình vào trong kia cây sau. Sẵn kia mình ngồi bắn trứng luôn. Thank you.
tư. Let's go. Okay. Mình đi chuyển nhà. Okay, mình đập đá trước nha, xong rồi mình sẽ chạy cây. Thank you.
extra mình để lại nhé. Từ sau có cần làm chi? Chúng ta xây một cái chuồng nó lời hơn. Ok. Ok. Tiếp tục nha mọi người. Đào đất chặt đóa trồng cây. Ok, chờ cánh trúng nha. Ok, đâu này thấy cây cối rồi nha. Dọn hết thịt trong này đây. Mình chờ cánh trứng tiếp nha mọi người. Thank you.
Ok, chặt đây luôn nha. Ok. Thôi khúc đá đây xong là mình sẽ vào quên mình sẽ đi ra thì cây luôn nha mọi người. Ok, để xem được bao nhiêu đá, bao nhiêu gỗ nè, 59 gỗ ta. Đá thì chắc chắn nhưng mà gỗ thì hên xui nha mọi người. Ok. Ok, chỉ có trước giết thôi. Xích cái này xong mình ra để cây nha mọi người. Ok. Thank you.
Thế mình chặt xong đám bên này mình cũng xin kết thúc video nha mọi người. Cái cửa lại anh cho em coi. Ok. Ok mọi người, thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo của mình nha. Ok, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh video của mình nha. Bye bye mọi người.